Đây là chờ thấy mình nằm ngay góc Nguyễn Trãi và Cống Quỳnh và Phạm Ngũ Lão đây các bạn. Đây chúng ta đang đứng trên đường Cống Quỳnh. Ngay bên hông cửa bên hông chợ Thái Bình. Đứng trước số 171 Cống Quỳnh, quận nhất Sài Gòn. Đây ngay bên hông chợ Thái Bình đây. Đây chúng ta sẽ thưởng thức và khám phá cái món bánh mì đang hot. Bánh mì anh Tùng, bánh mì bò nướng bơ Campuchia đây. Đây. Quán mì rất có tiếng và rất là đông, bánh mì anh Tùng, bánh mì bò nướng bơ Campuchia. Ngày xưa là ở 165 nhưng mà bữa nay dời qua 171 Cống Quỳnh rồi nha các bạn. Đây, nhìn từ phía ngoài cái tiệm bánh mì bơ nướng bò của anh Tùng. Khách mua bánh mì bò nướng bơ của anh Tùng mang về. Đây là khách đang vào quán và khách chờ để mà mua bánh mì bò nướng bơ của quán anh Tùng. Đây là quầy không đúng rồi, quầy bò nướng bơ. Đây là cái khoảng sân phía trong bơ của anh Tùng, bánh mì Campuchia đây. Rồi những cái bàn của những thực khách mà tới ăn tại quán. Đây là quán bánh mì nướng bơ Campuchia anh Tùng tại số 171 Cống Quỳnh. Đây là bảng giá của bánh mì bò nướng bơ Campuchia chính gốc, chỉ có 10.000 một xiên thôi. Lạp xưởng thì cũng có 10.000, bánh mì bơ thì 5.000 cổ, dầu hoa hủ và vô bịch đều là 5-6.000 thôi bạn, rất là rẻ. Và quán cũng có những cái giải khác như cà phê, trà, chanh, siro, milo, giá cũng rất là bình dân. Đang khám phá và thưởng thức cái món bánh mì bò nướng bơ anh Tùng chính gốc Campuchia tại số 171 Cống Quỳnh. Mì bơ của quán anh Tùng đây các bạn, được cắt ra tẩm bơ và để sẵn. Đây là bò nướng bơ được đầu bếp nướng xong mang ra cho khách. Đây, ở phục vụ đang mang cho khách đây các bạn. Thì được tẩm bơ sẽ được nướng lại thế này để thơm ngon và giòn hơn nè các bạn. Đây, một suất nữa đang chuẩn bị được mang cho khách. Đầu bếp đang nướng bơ, bánh mì, tẩm bơ. Đây là đu đủ muối chua của quán anh Tùng nè các bạn. Và cái này đấy, được bào sòi nhìn rất là ngon và muối chua. Đây là những cái xiên nướng, cái xiên thịt bò và cả sốt được đầu bếp chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Đây là cái quầy của quán anh Tùng. Là gì anh? Đây là bơ thì chính gốc Campuchia. Đây các bạn có thể thấy nhìn rất là ngon. Và phía trên là bánh mì. Đang đi thưởng thức cái món bánh mì nướng bơ Campuchia chính gốc của Sài Gòn tại số 171 Cống Quỳnh, quán anh Tùng. Đây, quán là một cái sân nhỏ, một bánh bếp nhỏ nhưng mà khách cũng rất là đông. Thịt nướng đây là những xiên thịt nướng bò có nguồn gốc từ Campuchia nha các bạn. Bò này được làm, được phơi hoặc là nướng sơ đi để bán cho kịp khách và được ướp với lại cái nước tẩm gia vị rất là đặc trưng của người Campuchia. Đây. Tại vì sao ở đây còn gọi là bánh mì anh Tùng là bánh mì và bò nướng bơ Campuchia?
Tại vì như các bạn thấy đó, bánh mì đây được là ướp bơ và nướng lại hết. Cái chúng ta đang thấy với cái xiên như thế này là thịt bò, lạp xưởng được làm từ thịt bò Campuchia, rất là giàu chất dinh dưỡng và rất là mắc tiền. Còn bên đây là những cái xiên thịt bò tươi Campuchia đây, nó sẽ đi cùng với lại dưa chua đu đủ gọt mỏng, thái sợi và cái sốt cái bơ để tạo nên cái hương vị đặc biệt cho cái món bánh mì Campuchia. Bánh mì đây, ở đây có quán bò nướng bơ Campuchia cũng rất là nhiều loại thức uống cho thực khách tới. Đây là cái quầy nước của quán bò bánh mì bò nướng bơ Campuchia đây các bạn. Các bạn có thể gọi cà phê hoặc là những cái loại nước uống như là chanh soda và những cái loại trà chanh muối chanh dây đầy đủ. Chị ơi, thường thường là giá chung của mấy cái món nướng này khoảng bao nhiêu tiền ạ? Dạ 10.000 anh. 10.000 hả chị? Dạ. Hai cô bé vừa mới ăn xong bánh mì bò nướng bơ Campuchia của quán anh Tùng. Bé ơi, cho anh hỏi là em ăn em thấy có hương vị thế nào em? Xong đó hơi bé béo. À, em thấy nó khác gì biệt so với lại bánh mì bình thường mình ăn không? Bơ, nhiều bơ nên thơm hơn hả? Và béo hơn. Em tới quán này lâu chưa? Mới tới lần đầu mà. À, rồi thì gia đình dẫn em nhỏ tới ăn bánh mì bò nướng bơ. Và các bạn trẻ. Đây, đầu bếp đang bỏ những cái xiên thịt bò tươi ra để nướng. Để cho nóng để khách có thể ăn một cách ngon hơn và thơm hơn. Bếp than hồng barbecue rất là con lại thêm ăn. Đây là cái xiên thịt đã được nướng xong. Đầy đủ anh Tùng ơi. Hai bơm vậy chứ. Cắt bao chỉ không biết cắt bao này. Đây, đầu bếp đang nướng những cái xiên thịt tươi bò Campuchia. Bò này chỉ có mùa nắng thôi các bạn. Vào mùa mưa thì sẽ không có thịt bò này. Tại vì thịt bò nướng bơ của quán bánh mì nướng bơ anh Tùng thì mùa mưa không có bán, tại vì thịt bò không có phơi được và sẽ cũng không có hàng để mà bán, anh chỉ bán những mùa nắng thôi. Được xiên thịt tươi bò tươi được tẩm gia vị sẽ được bỏ qua bên bếp lửa than hồng mà nướng, và bánh mì đã bếp bơ có thể được nướng lại cho thơm và ngon. Đây là cảnh đầu bếp đang bỏ bò và cả lạp xưởng bò nướng Campuchia theo phong cách của người Campuchia để cho thực khách mang về. Quán bánh mì bò nướng bơ Campuchia của anh Tùng tại số 171 Cống Quỳnh, ngày xưa là số 165, mới rời qua. Bạn có thể thấy từ bên ngoài đây là những cái xiên lạp xưởng bằng làm bằng thịt bò có nguồn gốc từ Campuchia. Ở bên này là thịt bò nướng làm bằng từ thịt bò Campuchia, thịt bò rất là mắc. Mùa mưa thì không có thịt bò này các bạn, tại vì những cái xiên này là phải làm từ mùa nắng và không thể phơi được. Đây là lạp xưởng bò. Còn đây là những cái xiên thịt tươi của bò Campuchia đi kèm với lại cái sốt bơ với lại cái đu đủ muối chua tạo nên hương vị riêng cho bánh mì thịt bò nướng bơ Campuchia của anh Tùng tại địa chỉ này. Những cái ổ bánh mì đã được cắt ra và quét bơ, các bạn có thể thấy cận cảnh
biết sẵn về cái lượng khách đông nên sẽ làm trước. Nếu mà khách vào thì những cái ổ bánh mì nướng bơ, quét bơ nó sẽ được hâm nóng lại bằng cái lửa than hồng này, rất là nóng, rất là thơm, cho thực khách ăn một cách ngon nhất.